chào toàn thể anh em đang xem video của mình nhé. Thì video ngày hôm nay là mình muốn đưa tới anh em một cái sản phẩm để hỗ trợ anh em, thứ nhất là đánh sóc đĩa mà chuẩn xác đến 100%. Thì cái dòng sản phẩm này thì khi đánh thì mình chỉ có một điều kiện thôi, đó chính là anh em đưa được bát của mình vào thì là đánh thoải mái luôn, đánh không có một vấn đề gì, và đặc biệt với anh em là chuẩn xác lên đến 100% nhé. Thì video này anh em đi cùng Thắng đi theo dõi cái dòng bát để hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa này nó hay như thế nào, và cũng trong cái video này mình cũng sẽ lưu ý một số lưu ý để khi anh em dùng cái bát tàng hình không tang này làm sao cho nó hiệu quả nhất và đánh chuẩn xác nhất đấy. Thì đối với cái dòng bát tàng hình không tang ấy, thì nói về không tang thì thứ nhất là nó phải có đủ 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đèn pin soi không phát hiện gì, yếu tố thứ hai là nam châm quét không hút, và yếu tố thứ ba là kho lửa, và yếu tố kho lửa và dùng nước cũng đều không được gì nhé. Thì video này mình sẽ làm về cái bát tàng hình không tang. Thứ nhất là về làm cái bát tự động không tang. Thứ hai là bát điều khiển không tang để anh em xem và hiểu hơn. Thì trước tiên là đi vào sâu về cái bát thì mình xin giới thiệu qua cho anh em. Đối với một cái sản phẩm bát tàng hình không tang này thì thứ nhất, những cái sản phẩm đi kèm, những cái hỗ trợ đi kèm cái bát, thứ nhất là bao gồm cái gì? Thì đối với sản phẩm bát tàng hình không tang thì cái quan trọng nhất thì là vẫn là cái bát nhé. Thứ nhất là bát này, thứ hai là một dây sạc này, thứ ba là một đế sạc này. Đấy, anh em có thể xem một đế sạc, một dây sạc, và thứ tư là một cái remote điều khiển. Cái điều khiển này là dùng cho cái những bát điều khiển, còn đối với con tự động thì không cần cái điều khiển này. Và cái vật dụng đi kèm quan trọng tiếp theo đó chính là cái điện thoại soi nhé, là khi anh em sóc thì màn thì cái bát sẽ báo về cái màn hình điện thoại này, và anh em chỉ cần nhìn trên màn hình điện thoại này là có thể thấy được vị chẵn vị lẻ, và anh em đánh chuẩn xác 100%. Và cái bộ đi kèm thứ năm đấy là một bộ báo rung nhá. Bộ báo rung này thì trong sản phẩm thì không có, nhưng mà trong chương trình khuyến mãi nhà mình thì vẫn đang có cái bộ báo rung này. Thì bộ báo rung này mình sẽ nói sau cho anh em, còn bây giờ là mình sẽ đi dùng cái bát tàng hình không tang này để thứ nhất là để đánh cho anh em xem về cái độ chuẩn xác của cái bát tàng hình không tang này, và giúp anh em phân biệt thứ nhất là bát chính hãng, và thứ hai là bát kém chất lượng, và bát và cái tiếp theo mà mình muốn giúp anh em phân biệt là cái bát tự động và bát không tang, để cho anh em hiểu rõ hơn về cái dòng tự động và dòng không tang này nó khác nhau ở cái điểm nào nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ đi dùng cái bát tự động này để có thể đánh cho anh em. Thì nguyên lý hoạt động của cái bát tự động này ấy, thì tức là khi anh em chơi, anh em chỉ cần úp bát xuống đĩa này, đĩa với vị thì hoàn toàn xanh chín nhá, không tang luôn. Anh em lên thử đồ thì cầm đĩa cầm vị lên và mình test luôn cho đấy. Thì đối với cái dòng bát không tang này, bát tự động không tang này, thì nguyên lý hoạt động của nó là khi anh em chỉ cần úp bát xuống là tự động camera trong bát sẽ báo về màn hình điện thoại. Còn camera trong bát ở đâu thì anh em có thể xem này, không thể thấy được, bởi vì camera trong bát thì nhà sản xuất hay là chúng xưởng nhà mình đã chế rất là tỉ mỉ, là cái mắt camera nó chỉ bé bằng đầu cái kim của anh em thôi. Vì thế anh em có lau bát hay có gì cũng không bao giờ để ý được những cái sơ hở, những cái đấy nhá. Thì mình khẳng định với anh em luôn, đây anh em có thể xem này, đấy lòng bát nhà mình đấy, không có một cái vấn đề gì tang tích luôn. Và bây giờ là mình sẽ đi, thứ nhất là mình đi test cho anh em là soi đèn. Thì soi đèn đối với dòng không tang thì khi soi đèn thì anh em phải không thấy bất kỳ một cái chấm hay là một cái vết nào ở trong cái bát này. Đấy, anh em có thể xem này, mình chỉ nhìn thấy những cái họa tiết của cái bát thôi, không bao giờ thấy bát tàng hình này có cái gì. Mình cũng nói luôn là nhiều nơi là cái bát tàng hình camera này thì còn được gọi là bát wifi hay là bát camera. Thì khi anh em chơi thì anh em kết nối với cái màn hình điện thoại này của anh em thoải mái luôn này. Đấy, cái màn hình điện thoại này của anh em kết nối được thoải mái. Đấy, anh em xem này, mình test cho anh em luôn. Đây, mình test luôn con điều khiển này để anh em có thể xem, để cho video nó đỡ dài dòng. Đấy, anh em xem này, đấy, chôn bát hay lòng bát đều không có gì. Anh em có thể xem bát này, đấy, bên trong bát cũng không hề có một cái tang tích gì luôn. Đấy, anh em xem. Ok, và bây giờ là mình sẽ đi dùng cái bát tự động này để đánh. Và thay vì dùng cái màn hình điện thoại này để báo cho anh em thì mình sẽ dùng cái màn hình to để anh em có thể nhìn rõ hơn về cái sản phẩm bát tàng hình không tang này nhé. Thì đây, đầu tiên là đối với con tự động này, khi anh em sóc
Đấy, anh em sắp xong đặt xuống là sẽ báo, là bác sẽ báo về màn hình cho anh em. Đấy, như anh em nhìn này, lẻ này, ba đen một trắng này, anh em thấy chưa? Mình sẽ xoay bát để anh em nhìn rõ hơn. Đấy, anh em thấy không? Và khi anh em chơi con tự động này thì khi sắp xong hạ bát xuống thì nó sẽ báo về màn hình điện thoại này cho anh em, và báo thì tầm khoảng độ 5 giây, sau 5 giây thì nó sẽ tự ngắt để tiết kiệm năng lượng của bát. Đấy, thì anh em muốn xem lại cái vị đó thì anh em chỉ cần xoay bát này. Đấy, là tự động nó sẽ báo về cái màn hình điện thoại cho anh em thấy chưa? Mình mở cho anh em xem nhé. Đấy, lẻ này. Ba thâm một trắng này, chuẩn xác 100% nhé. Đấy, mình sẽ đi test mỗi con bát này, mình sẽ test cho anh em khoảng độ 3 4 trận để anh em hiểu rõ hơn. Đấy, hạ bát xuống này, máy báo này, tiếp tục là lẻ này. Đấy, anh em thấy không? Ba chẵn này. À, một trắng ba đen này. Đấy, thì trong khi sóc thì mình cũng lưu ý với anh em luôn là anh em sóc thì phải sóc đều tay lên để cho vị nó tơi ra, và khi vị tơi ra thì báo chuẩn xác 100% cho anh em xem nhé. Như mình dân thầy thợ rồi thì mình chỉ cần liếc qua là mình có thể biết được. Đấy, anh em xem này, lẻ chưa, đúng chưa, một trắng ba thâm này. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi đánh ván tiếp theo. Đấy, anh em thấy không, đây lại là ba trắng một đen này. Đấy, mình còn chưa hạ bát xuống là nó tự động báo cho anh em này. Xoay bát này. Đấy, anh em thấy chưa? Mở bát cho anh em xem này. Đấy, mở này. Chuẩn chưa? Ba trắng một đen này, không lệch đi đâu được một tí nào. Thì đối với con bát tự động không tang này thì mình cũng có lưu ý với anh em là do cái nguyên lý hoạt động của bát đấy, là khi anh em úp bát xuống là tự động nó sẽ báo về màn hình. Vì thế năng lượng của cái bát này nó cũng sẽ tiêu hao, đi cùng với đó là nó cũng sẽ tiêu hao. Vì thế nên cái dòng bát tự động này có thể hỗ trợ anh em đánh 3 đến 4 tiếng nhá. Thời gian đánh của bát đấy là 3 đến 4 tiếng. Còn bây giờ là đối với con điều khiển này thì xin thưa anh em rằng nguyên lý hoạt động của con điều khiển này nó khác con tự động. Anh em úp bát xuống thì nó sẽ không báo về màn hình cho anh em đâu, mà anh em phải kèm theo đó là một cái remote điều khiển này, là khi nào ván nào anh em xác định chơi thì anh em bấm nút điều khiển thì camera trong bát nó sẽ mở mắt nhé. Và kèm theo đó thì năng lượng của bát nó cũng sẽ tiêu hao ít, và thời gian anh em đánh nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều. Đây, bây giờ là mình sẽ đi dùng con bát tàng hình không tang này để đánh cho anh em xem. Bát điều khiển không tang, đấy anh em thấy chưa? Để bát xuống, máy sẽ không bao giờ báo đâu. Máy sẽ không báo. Đấy, anh em có xoay bát thế nào đi chăng nữa máy cũng sẽ không báo. Và anh em phải bấm nút điều khiển này. Đấy là máy sẽ báo này. Đôi bi, hai trắng hai đen này. Đấy, mở bát cho anh em xem này. Ok chưa? Hai trắng hai đen, không lệch đi đâu được. Thì con điều khiển này đánh rất là hay, bởi vì trận nào anh em xác định chơi thì anh em bấm nút điều khiển, còn không thì anh em cứ để thoải mái cho làng đánh xanh chín. Đấy, hạ bát xuống này. Đấy, bấm điều khiển này, anh em thấy chưa, lẻ ba đen một trắng, chuẩn xác 100%, không lệch đi đâu được. Đấy, thì đối với con bát điều khiển không tang này ấy, thì cái hay của nó là có thêm cái điều khiển này nữa, và khi anh em chơi thì anh em mới bắt đầu dùng điều khiển báo. Vì thế nên bát có thể đánh cả một đêm cho anh em cũng không vấn đề gì về cái thời gian và năng lượng ở trong bát nhé. Thì bây giờ là cái dòng bát tự động này nhà mình đang bán với giá là 5 triệu, và đối với con điều khiển này bán 5 triệu rưỡi. Và xin thưa anh em rằng là giá bán bát của nhà mình là rẻ nhất của Việt Nam rồi. Anh em đi kiếm ở cái xưởng nào hay kiếm chỗ nào bán bát rẻ hơn thì anh em cho mình biết, mình sẽ làm một cái kèo để cược với anh em luôn. Đấy, nếu mà anh em mua được rẻ hơn thì mình xin tặng anh em một cái bát này luôn. Còn anh em mua hàng mà đắt hay gì thì anh em tìm đến cơ sở Tấn Tân Casino nhà mình, chuyên cung cấp bát tàng hình không tang, đồ đánh sóc đĩa. Đấy, đồ đánh sóc đĩa cho anh em mà chuẩn xác 100%, sóc đĩa bịp cho anh em chuẩn xác 100%. Đối với cái dòng sóc đĩa bịp này thì không chỉ có cái bát tàng hình đâu, mà mình còn có đĩa soi camera hay là đĩa soi xuyên. Đấy, vị thì có vị cảm ứng, vị nam châm thì đều có để hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa nhé. Thì tùy từng sới, tùy từng nơi, sới nào khó thì anh em mình phải dùng những cái đồ công nghệ cao, còn sới để anh em bắt gà bắt nai thì anh em dùng đồ nào cũng thoải mái luôn. Thì nhân tiện để nói với cái dòng bát tàng hình không tang này thì mình cũng giới thiệu luôn cho anh em đối với những cái mẫu bát, ví dụ mẫu bát hoa đào này, đấy, bát nhựa hoa đào này, đấy, hay là bát nhựa xanh này anh em nhé, đấy, hay là bát nhựa xanh này, đấy, hay là bát trắng sứ,
bát sứ trắng tinh hoàn toàn này đấy, hay là bát Long Phương, thì nhà mình đều có tất cả những cái mẫu bát đấy. Anh em muốn mua bát chỗ anh em chơi cái dòng bát này, bát Long Phương, bát sứ, bát nhựa, thì anh em cứ gửi mẫu lên qua cái Zalo cho số điện thoại màn hình, mình sẽ tư vấn cho anh em. Nếu nhà mình đang có sẵn hàng, xưởng nhà mình đang có những cái sẵn mẫu bát đấy cho anh em, thì mình sẽ đang có những cái mẫu bát sẵn thì mình sẽ chỉ cần gửi về cho anh em. Còn nếu mà nhà mình mà chưa có những cái mẫu bát anh em đánh ấy, thì anh em gửi cái mẫu qua Zalo cho nhà mình và gửi hàng lên, thì sau 2 3 ngày thì anh em sẽ nhận được về cái bát đấy của mình nhá. Và đặc biệt là khi anh em làm bát đấy thì nhà mình không thu thêm bất kỳ một khoản phí gì đấy, giá vẫn bằng cái giá bán bát bây giờ. Còn đối với Tấn Tuân Casino thì luôn có thứ nhất là bảo hành và khuyến mại cho anh em. Bảo hành thì đối với bát tàng hình không tang này, nhà mình bảo hành cho anh em 1 năm và tặng kèm cho anh em một bộ báo rung. Đây là bộ báo rung thiết bị đi kèm của anh em đấy. Và bộ báo rung này thì để làm gì? Thì xin thưa anh em rằng là bộ báo rung này để cho anh em có thể, anh em kỹ thuật bên ngoài đấy, kết hợp với các màn hình điện thoại này để phím vào bên trong cho người chơi. Thì bộ báo rung này thì chạy bằng pin tiểu, anh em chỉ cần lắp pin vào là máy sẽ tự động báo rung cho anh em. Anh em thấy không? Ok chưa? Đấy thì bộ báo rung này giá ngoài thị trường thì nó cũng rẻ thôi, nó cũng chỉ 500, nhưng mà đôi lúc mà anh em mà đi mua ấy mà thêm ví dụ 500 đấy thì anh em có thể để giải quyết rất nhiều việc, nhiều vấn đề. Thì cái sản phẩm hỗ trợ đi kèm này thì nhà mình tặng kèm tặng anh em nhé, tặng anh em luôn, không thu thêm bất kỳ một khoản phí gì. Ở video này mình về làm về cái dòng bát tàng hình không tang này, thì anh em mà thấy hay thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh cho mình. Và đặc biệt là nếu mua hàng thì anh em có thể lên trực tiếp 2 cơ sở nhà mình. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là khu đô thị Vạn Phúc Sài Gòn ấy. Thì anh em mà gần 2 cơ sở đấy thì lên xem hàng, test hàng trực tiếp để cảm nhận về cái chất lượng và sự phục vụ bên Tấn Tuân Casino nhà mình nhé. Ngoài ra thì những anh em nào mà ở xa ấy, mà chưa lên được, không có thời gian lên hay là chưa có thời gian lên, thì anh em cứ kết bạn theo cái số điện thoại trên màn hình này, mình sẽ tư vấn và gọi điện trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, bởi vì thời đại 4.0 rồi, anh em có ở Bắc hay ở Nam thì gọi điện một cuộc Zalo là anh em cũng có thể biết được cái sản phẩm và cái chất lượng hàng bán bên mình như thế nào nhé. Thì video này mình đã làm về cái dòng hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa này, thì cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi video đến cuối này. Và anh em mà cần tư vấn bất kỳ một cái đồ cờ bạc gì, hỗ trợ đánh bài lá hay là sóc đĩa, tài xỉu, bầu cua, không tang, có tang, những cái dòng đấy thì đều chia ra là không tang và có tang, thì anh em mà cần tư vấn đồ gì thì anh em cứ kết bạn Zalo, nhắn tin cho mình, bên mình tư vấn miễn phí hoàn toàn cho anh em 24/24 nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào toàn thể anh em đang xem video của mình nhá. Thì video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm mà hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa mà chuẩn xác lên đến 100% đấy, với điều kiện là anh em có thể đưa được bát vào, đưa được đĩa vào hoặc đưa được vị vào nhé, thì chuẩn xác anh em đánh là 100%. Thì cái dòng hôm nay là mình muốn giới thiệu đến anh em đấy, dòng bát tàng hình không tang. Thì dòng này thì anh em chỉ cần đưa mỗi cái bát này vào là anh em có thể đánh chuẩn xác, độ chuẩn xác của nó thì mình phải nói là lên đến 100% luôn nhé. Đấy, thì hôm nay video này thì anh em nhớ theo dõi để anh em hiểu sâu hơn về cái dòng công cụ bát tàng hình không tang này, hay còn gọi là bát camera này, để đánh để anh em có thể hiểu. Và nếu mà anh em nào mà cần thì liên hệ theo cái số điện thoại trên màn hình của mình. Thì đầu tiên là đi vào giới thiệu cái bát tàng hình không tang này, thì xin giới thiệu với anh em. Trước tiên là mình phải nói qua đối với cái dòng bát tàng hình không tang này thì nó chia thành 2 loại. Loại thứ nhất là bát tàng hình không tang điều khiển đấy, điều khiển là thêm cái điều khiển này đấy. Còn loại thứ hai là bát tàng hình không tang tự động, đây là bát tàng hình không tang tự động này, có nghĩa là anh em chơi là chỉ cần để bát xuống là nó sẽ báo về màn hình điện thoại hay là báo về màn hình dây cho anh em. Thì tùy từng anh em, nếu mà anh em đi chơi mà cần kỹ thuật thì anh em nên lấy màn hình dây, còn nếu anh em đi chơi mà xác định một mình một ngựa thì anh em lấy màn hình điện thoại, đấy là tùy nhá. Còn bây giờ là mình sẽ đi giới thiệu qua về cái bát tàng hình không tang này để cho anh em hiểu. Thì đối với một con bát tàng hình không tang, mình giới thiệu con điều khiển trước, bát tàng hình không tang điều khiển này. Thì đầu thì cái sản phẩm thì bao gồm thứ nhất là bát này, bát là cái quan trọng nhất này,
thứ hai là một đế sạc này. Đấy, đây là một đế sạc nha anh em. Thứ ba là dây sạc, dây sạc thì có thể là dây Samsung như cái bát này, đấy, có thể là dây Samsung như bát này. Thứ tư là một màn hình điện thoại soi cho anh em, có nghĩa là khi anh em sóc thì nó sẽ báo về cái màn hình điện thoại này cho anh em, và để tiện anh em theo dõi hơn về cái bát tàng hình không tang này thì mình đã dùng cái đây, mình dùng cái màn hình to này để anh em có thể nhìn rõ hơn và hiểu sâu hơn về cái bát tàng hình này. Đây là đối với con điều khiển, và bây giờ là mình sẽ đi dùng cái bát tàng hình điều khiển không tang này trước để giới thiệu cho anh em, và một lúc nữa mình sẽ giới thiệu con bát tàng hình tự động này nhé. Thì đối với cái dòng bát tàng hình không tang thì như thế nào là không tang, thì xin thưa với anh em rằng bát không tang thì phải đạt được 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là soi không thấy gì, yếu tố thứ hai là thử nam châm không thấy gì, và yếu tố thứ ba là khò không được gì, dúng nước không được gì nhé. Đấy thì anh em phải khi đi mua bát thì cần phải thử ba cái yếu tố đấy thì mới được gọi là bát tàng hình không tang. Thì ở đây trước tiên là mình cho anh em xem qua cái mẫu bát này mình này. Đấy, đây là một mẫu bát trắng sứ hoàn toàn này. Anh em thấy không? Giống hệt một cái bát ăn cơm, không có gì khác cả. Thì đầu tiên là mình sẽ đi thử soi đèn cho anh em xem này. Đấy, đầu tiên là soi đèn không thấy gì này, anh em có thể xem này, soi không thấy gì luôn. Đấy, soi vòng quanh bát luôn nhá. Đấy, soi trong lòng bát này, anh em thấy không, không có một cái gì cả. Bát nhà mình làm rất là đẹp, không tăng tích gì. Đây anh em xem này, đấy, giống hệt một cái bát ăn cơm bình thường của anh em chưa, không có cái tang tích gì cả. Thứ hai là mình đi thử nam châm nhá. Đây là nam châm này nha. Đấy, nam châm này, nam châm hút sắt này, và mình đi thử cho anh em. Ngày trước thì những cái bát tàng hình đời trước thì anh em quét nam châm qua là sẽ hút, còn đối với những cái dòng bát tàng hình không tang tiên tiến của năm 2021 bây giờ ấy, thì là anh em thử tẹt bô luôn. Đấy, anh em quét thử này, không bao giờ có một cái tang tích gì luôn cả. Đấy thì hai yếu tố đấy là phải đạt được đầu tiên. Còn bây giờ là mình sẽ đi dùng cái bát tàng hình điều khiển này để đánh cho anh em xem về cái độ chuẩn xác nhé. Vị này thì xin thưa với anh em, vị mình đã cắt sẵn, vị hoàn toàn là vị chợ và đĩa chợ nhé. Thì để cho nó chân thực thì cuối video mình sẽ xé vị này ra để cho anh em xem, anh em kiểm chứng. Còn bây giờ thì anh em có thể đi xem mình để có thể đánh chơi cái bát tàng hình điều khiển không tang như nào. Thì trước tiên cái sóc này, đấy, sau khi sóc xong là anh em để bát xuống, màn hình vẫn chưa báo, anh em bấm thêm cho mình cái nút điều khiển này. Đấy, thì khi anh em bấm điều khiển này là camera trong bát tự động sẽ mở mắt nhé, là bát sẽ hoạt động cho anh em và có thể nhìn thấy này. Anh em bấm này, anh em thấy chưa, đấy, cực kỳ rõ luôn, lẻ này, ba đen một trắng này. Đấy, anh em thấy không, mình cho tối màn hình xuống một chút để anh em có thể nhìn cho nó rõ.